Ui giời. Hàng đẹp. Cá siêu to khổng lồ anh em ơi. Ôi, hình cá chép sướng nhỉ. Cái nhìn ở ngoài cũng to, nhìn vào điện thoại không to. Đây. Hello. Xin chào, làm cho anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Đấy, các bác nhìn thế này, vị trí em cầu có đẹp không? Đấy, các bác nhìn này, phong cảnh vô cùng đẹp luôn. Thì bây giờ cũng là giáp Tết này, thế là bây giờ là chú mẹ thằng cháu đang trèo lên ngọn dừa vặt dừa để làm mứt dừa bác kìa. Đấy, đang tụt xuống từ cây kìa. Đấy, anh em nhìn phong cảnh này đẹp chưa? Bác nào ở Thủy Nguyên Hải Phòng mà thích đi câu thì cứ alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới đấy. Đấy, bác nào thích đi câu thì alo cho em. Cá thì còn toàn cá tự nhiên rồi. Đấy, gặp phải rô phi phía thì bắt thoải mái. Đây, các bạn nhìn chưa, cảnh đẹp chưa? Quái, anh em phong cảnh rất là phê. Đấy, vừa em vừa quăng cần đây. Đấy, các bạn nhìn rất là tự nhiên luôn nhé. Cầu rô phi mắc phê, đá phát cắn ngay. Anh em thấy không? Đấy, đá phát cắn ngay, nhìn nhỉ. Cầu rô phi. Rô phi. Đá phát cắn ngay. Ái dạ, ái dạ. Ái dạ. Rô phi, à con này to. À, con này bự này anh em này. Thấy chưa? Cầu rô phi mắc phê luôn. Đấy, con này bự. Con này bự. Đấy, là con to sướng.
Ui giời. Hàng đẹp. Ôi giời. Hàng đẹp. Chép này, mày lấy cái bắp phải trong lên. Đỏ đấy. Cái nào đấy? Lấy cái vào đây cho nó. Chép đi. Chép, 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 chép. À, đúng không? Đẹp luôn. Ôi mệt lên mới gỡ là cái. Ôi con gì đây? To vậy. To nhỉ. To thế. Đây. Ôi giời ơi, to vậy. Ủa nhau ấy. Đó, như cả tháng mất ui ơi. Chép vàng. Phê. Bê con này cũ ui ui ui. Lưỡi đâu nữa, lưỡi nằm nữa hảo đây. Ui chép vàng. À lưỡi nào rồi. Chép vàng. Ui này chép vàng. À ui đẹp nhỉ. Ui vàng ui giời ơi. Chép khủng. Chép to nhỉ. Các bác nhìn hàng khủng này, cho con kia bê được phát thế nào. Anh em nhìn này, thấy người này. Ủa. Trời đất. Thế con này khoảng mấy cân? Không, hơn đấy. Cho. Đẹp nhỉ. Cho vào rọ anh phát nào. Đấy, để anh kéo mày tuột phát mất. Kéo lắm một nữa nhá, lưỡi nhá. Ui giời ơi. Dã man. Dã man. Cá siêu to khổng lồ anh em ơi. Ôi, hình cá chép sướng nhỉ. Cái nhìn ở ngoài cũng to, nhìn vào điện thoại không to. Đây, cái này đưa màn hình tivi to phê thật đấy. Thanh niên. Rồi. Được, con cá này phê thật chứ. Phê thật sướng. Ok.